Welcome back to the Dalat series here on Phúc Map Phở Lò. We woke up on our second day of this trip with the intent to eat, drink, and explore. Later that day, we randomly received an unexpected invite, and this invite would lead to a fantastic dinner and new friends. Tag along with Max, Chris, Nam, and myself as we discover new adventures in this stunning mountain town known as Dalat. Sáng của ngày thứ hai của chuyến đi này, chúng tôi đến một quán cơm tôm. Mình tất nhiên Phúc biết về cơm tôm tại vì Phúc đã phục vụ ở một quán cơm tôm ở Sài Gòn rồi. And ở Đà Lạt, một đĩa cơm tôm rẻ hơn. Vì vậy Phúc gọi một đĩa đặc biệt 45.000 thôi. Trời ơi. Chị ơi, nhà hàng ở đây được bao lâu rồi? 4 năm rồi. 4 năm rồi. Yeah. Như thành không, đông thật quá. Quá nhiều người. Cảm ơn. Đây là lần đầu tiên mà Phúc ăn tử cơm tôm ở Đà Lạt. Có ngon không? Sẽ tìm hiểu. After breakfast, we made our way back to Hồ Tuyền Lâm to discover even more natural beauty. We stumbled upon a garden whose ticket price was simply a drink. Xin chào. Ở đây có vẻ không? Dạ có anh. Bao nhiêu tiền? Dạ xuống là 60 bao gồm nước. Ok. Dạ, menu bên đó à. Little did they know, I was going to buy a coffee anyways. Cho anh cà phê đen đá. Dạ, một đen đá. Nhưng mà không đường ạ. Đen đá không đường dạ. Dạ đúng rồi. Coffee ở đây rồi. Okay, Phúc muốn chụp hình đẹp, muốn sống ảo, as we say in Vietnam. Chụp hình thì phải lên đấy trước. Sao mọi người biết mình đây? Wow. Nổi tiếng trên YouTube. Đúng rồi. Ba ngồi luôn. Ba ngồi luôn á. Yep. Mỗi người phải thu 10.000 nhá. Rất vui được gặp em. Anh đưa luôn, anh đẹp trai mà đang em luôn á. Đẹp trai. Không, em xấu trai lắm. Xấu trai nhất Việt Nam. Xấu trai nhất Việt Nam. Là thích thế nào anh?
À, cảm thấy phúc sắp chết khi lên ở đó. So, không ý là chụp hình với fan. À, rất là vinh dự. Vinh dự. Vinh dự. Vinh dự ạ. Vinh dự. Sẽ phải nói vinh dự, so có rít hiểu. Đúng. Không thì không hiểu. Mọi người ơi, phúc môn chúc hết ở đây là tiên tần. Tiên tán, tiên thần. Tiên tán, tiên thần. Tiên thần. Tiên thần là angel. Nhưng mà phúc là một tiên thần béo phì. Không nghĩ ngồi đây được. Có đâu, nó hửi rồi. Sao nó chạy mất hả? Nói con này thui quá. Nói con này thui quá. Thui mà, con này mất cơm nha. If you caught the last episode from Dalat, you might remember a kid we met named Nam. After Nam talked to us, he called his English teacher, who's also a fan of my channel. Being that her and her husband own a restaurant in Dalat, they invited all of us to come enjoy a home-cooked meal. Hands down, best decision of the day. Okay, bây giờ Phúc được mời ăn cơm gia đình. Mọi người hâm mộ trên Facebook đã nhắn tin cho Phúc để ăn ở đây với bạn YouTube sẽ ok. Chưa có kế hoạch, vì vậy chúng tôi sẽ ăn ở đây. Có ngon không? Dạ chưa biết, sẽ tìm hiểu. Chúng tôi sẵn sàng rồi. You guys ready? Good? Awesome. So, today's video we have Mr. Nam Den himself. Big Jai TV. Nah, cut that off. Max McFarland. One of the best American food vloggers in Asia. One of the best. Yeah. One of the best. The best. And Karita Chow An. I don't know, Chang Nhất Việt Nam, không biết. Chang Nhất miền Bắc. Thật nhiên, Phúc mập đẹp trai nhất Sài Gòn. Alright mọi người ơi, hãy ăn thôi. Chung với cơm lam cầm cái này lên. À, quay tay chín. Không phải. Ok mọi người ơi, Phúc được mời mở con gà này. Wow. Tất nhiên phải đeo găng tay. Luôn luôn bảo vệ. So, quảng cáo xong rồi. Phần yêu thích của Phúc. My favorite part is the leg, of course. Oh, look at this. Look at this. Một chút nóng. Mọi người ơi, look at this con gà Tây Nguyên. Rất là ngon mà. And đây là quay tay chiên đủ đủ. Thật ra Phúc just nghĩ cái này nhìn như quay tay chiên but đủ đủ. Wow, cơm lam đây. Alright mọi người ơi, Phúc mời muối tiêu, mình có thể dùng cũng có muối tiêu chanh. Ăn thử rồi. Guys, this mùi ăn san number one là số 1. No joke. I know a lot of people
like to say with food reviews that, oh, you're not honest, you just say everything's good, but no joke, this is really good. What the hell? I mean, what the guy? We have another chicken. Oh my god. So bây giờ có rau, có rau, có đu đủ, có the leaf. Tiêu chẵn. Thì ở đây là mùi tiêu chẵn. Mùi tiêu chẵn. Mùi tiêu chẵn. My wife and I, we cooked our own in the woods somewhere, and that was good, but this is a lot better. Xin lỗi vợ. All right, everybody. Con gà thứ hai, bẻ đạn xe, rất xấu hổ. Rất giận với Phúc. Không tốt. Kéo ra. À. Áp phương Việt chứ gì, Nam Đen. Nam Đen, Việt Trân, Việt Nam. Tên của anh ấy là Nam. Tên là Nam hả? Ồ, tên là Nam. Wow. Đúng rồi. Nam nhưng mà... Anh nói tiếng Việt tốt quá. Bánh bèo như một nữ. Tên là Nam nhưng mà bánh bèo như một nữ. Bánh bèo, ok. Bánh bèo quá. Cái thằng này. Có thể nói tiếng Việt, không sao, không sao. Em đã suy nghĩ cái này là món ăn ngon. Em thích cái này là món ăn bởi vì nhớ Việt Nam nhớ đến món ăn. Rất là gần bởi vì gia đình món ăn ở Việt Nam gần nhất ở Việt Nam. Wow. Người hâm mộ sẽ rất rất hào hứng khi nghe tiếng Việt của Max. Trời ơi, hoàn hảo. Đây là Nguyễn sắp đẻ bé. Nếu mọi người chưa biết, Phúc cũng vậy. So hy vọng có giống như sinh đôi đẻ bé cùng lúc. Same time. Tháng 10 nha. Tháng 10, ok. Phúc cố gắng đẻ bé trong tháng 10. Kết thúc của vlog này. And Phúc phải nói cảm ơn em Nguyệt đã mời Phúc và bạn An ở đây. And sự thật là ở đây rất là ngon. Nếu mọi người ở Đà Lạt thì đến đây Phúc sẽ để địa chỉ trong phần miêu tả của video này. Cảm ơn đã xem video của Phúc. Hẹn gặp lại and thật nhiên. Max, what do we say at the end? Không biết. Oh. Chúc mừng năm mới. Hết năm mới rồi và Phúc nói cả năm không sao.